Chào tất cả mọi người quay trở lại kênh Nhung bên hôm nay nhé. Thì trong clip này mình sẽ giải thích với mọi người ưu điểm của nhôm, từng loại nhôm nhé. Ở trên này mình có tất cả các loại nhôm từ rẻ nhất cho đến đắt nhất cho đến cao cấp nhất nhé. Thì ưu điểm của từng loại nhôm như nào, thì chúng ta dùng cái loại nào cho nó phù hợp nhất với cái túi tiền của mình, và sử dụng kính nào đi với loại nhôm nào thì phù hợp, và phụ kiện như thế nào, thì mình sẽ giải thích thắc mắc của nhiều người, vì nhiều người đã đặt câu hỏi và nhắn tin trong Zalo. Mình trả lời, về mình sẽ làm clip và mình sẽ bao gồm là mình giải thích cho mọi người hiểu thế nào là chúng ta dùng nhôm như nào cho hệ nó tương đối với hợp túi tiền của chúng ta, là an toàn và công dụng công năng của nó nhé. Thì ở đây mình sẽ quy ra thành 3 phần, có nghĩa là cái phần mà từ loại rẻ nhất, trung bình và loại đắt nhé. Còn đắt là loại cao cấp ấy. Thì đây mọi người nhớ nhá, đây ví dụ chúng ta ngày xưa nhôm của chúng ta là nhôm ngày xưa nhá, mình lấy cái loại nhôm là nhôm rẻ tiền nhất, là nhôm hệ 700, nó không có gân guốc gì cả, mà chúng ta mọi người cũng dùng rồi, mọi người biết đó, mọi người dùng rồi mọi người biết. Thì cái hệ của nó nhé, đây là cái hệ là rẻ nhé, nó không có cái gân sóng ở bên trong này đó, vì cái nhôm này nó rất là rẻ và nó là rất là yếu, nhưng mà khi chúng ta lại lắp lên cửa thì nó lại rất là chắc chắn, còn này cũng có thể là gọi là đảm bảo, vì chúng ta nó là hàng rẻ, hàng hợp túi tiền đấy, nó là hàng rẻ nhất có thể. Thì nhôm này hiện tại là giá nó tầm 700-800 nghìn mét thôi, đó là bao gồm toàn bộ phụ kiện nhé. Đó thì cái nhôm chúng ta như này, đây là mình sẽ đặt sang một bên nhé, mình sẽ giải thích cái nhôm phần thứ hai là nhôm tầm trung. Ví dụ tầm trung như là đây, tầm trung này mà. Tầm trung ví dụ như là hàng PMA nhé, PMA mới là hệ sinh pha bát cạnh, thì nó y hệt nhau, nó từ một khuôn đúc ra, nó chỉ khác tem nhé. Đây ví dụ như cái sinh pha bát cạnh của Việt Nam này, cái sinh pha bát cạnh nhập khẩu thì nó chỉ khác mỗi cái tem thôi. Còn so với mặt cắt này, đây gọi là mặt cắt nhé, cái mà trong này mặt cắt gân guốc bên trong này thì nó giống hệt nhau, bởi vì chúng ta có thể dùng chung lưỡi phay, chung một lưỡi phay nhé. Đó, nó đùn phôi ra, nó vì nó đã có khuôn riêng, khuôn nó đùn từ trong khuôn ra, cái khuôn của nó đùn ra, nó thành hình như vậy. Thì đối với hệ nhôm chung tầm trung này, ví dụ như nhôm vi sinh pha, vi PMA, PMD, răng ly, layer là đều có cái hệ như này luôn, đều có gân guốc như này luôn. Đó thì nếu mà mọi người túi tiền của người tầm trung, mọi người dùng cái hệ này là ok và tuyệt vời lắm rồi, chứ không cần chúng ta phải dùng cái loại mà sinh pha 2 ly này. Tí mình sẽ nói sinh pha dày 2 ly này là nói sau nhé. Đó, nói sau mình sẽ nói những cái phần tầm trung trước. Thì chúng ta ưu điểm của cái dòng tầm trung mà vắt cạnh, hệ vắt cạnh mình nhé, đây là hệ vắt cạnh. Vắt cạnh tại sao phải vắt cạnh? Đây là nó cái cạnh vát này để mọi người làm, như mọi người nhìn ở trên thị trường nó người ta làm nhiều ấy, là cái hệ vắt đây là vắt cạnh nhé, vắt cạnh. Còn cái thằng sinh pha nó là hệ sập rời, hệ năm sập rời nhé. Đó, sập bóc ra để cho kính đóng lại, đó, nó tiện hơn. Còn hệ vắt cạnh này nó tiết kiệm cái sập, mà nó là sập liền luôn. Đấy thì ưu điểm của thằng PMA này thì nó hơn nhau cái gân guốc này. Thế này, mọi người nhìn nhá. Cái hệ này nó độ dày nó chỉ tương đối là 0,8 thôi. Nhưng mà thằng này nó là ly 1 ly 2, nhưng mà song song với đó là nó có rất nhiều đường gân. Đó. Có rất nhiều đường gân, đường chỉ. Đó. Mục đích của những cái đường gân này là nó tạo độ cứng nhá. Đó, độ cứng, độ chắc chắn. Còn thằng này nó không có gân, nó mỗi sóng giữa thôi. Đó. Còn thằng này nó tạo độ gân, độ chắc chắn ở đây. Nên là mọi người yên tâm về cái vấn đề là nhôm PMA, PMD nó có bền hay không, P răng ly layer nó có bền không, vì nó chắc chắn nó sẽ rất là bền rồi. Nó mà đi cái phụ kiện chuẩn và chính hãng nữa. Bởi vì nó tạo gân sóng. Đây này.
ví dụ cái hẻm cửa, hẻm của cánh nó gân rất là nhiều, rất là nhiều gân. Mục đích của người ta tạo những cái gân này để do độ cứng này, tăng độ cứng và độ chắc chắn. Mọi người cứ tưởng tượng người ta xây một cái cầu ấy. Không ai người ta xây một cái cầu nó thẳng tuột phát, mà trên cái cầu đó người ta xây người ta phải chằng chéo nhau về bằng gia cố lại bằng sắt lốc rồi các kiểu vít rồi tạo gân tạo sóng rồi các kiểu thì cái cầu đó nó mới chắc được. Cái cửa này nó cũng như vậy đó. Thì đối với dòng tầm trung này nhá, chúng ta chỉ dùng lên kính là dùng tầm 6 ly 38 trở lên, 6 ly 38 nhé, 6 ly 38 đó. Ví dụ chúng ta chỉ dùng kính hai lớp này là 6 ly 38 nhé, thì chúng ta cho vào đây 6 ly 38. Kính 10 ly cũng được, nhưng mà kính 10 ly thì chúng ta chỉ làm cái những cái vách thôi. Vách cố định thì chúng ta làm kính 10 ly. Còn khi mà chúng ta làm cửa, cánh cửa, ví dụ cánh cửa sổ, cánh cửa đi, cửa phòng ấy, chúng ta dùng cái kính 6 ly 38 là hai lớp, là độ an toàn và độ chắc chắn. Bởi vì khi mà chúng ta nhôm nó mỏng như này, trọng tải nó cũng là tầm trung thôi. Trọng tải tầm trung thì chúng ta chỉ tương đối chúng ta đi kính này. Đó. Ví dụ chúng ta nhôm chúng nó mỏng như này, mà chúng ta lại đi cái kính nó dày 10 ly. Đấy. Dày 12 ly này. Đây nhá, kính 12 ly nhá. Đây. Nó vẫn vừa luôn cái hèm, vừa khít cái hèm luôn. Chúng ta chỉ bắn keo hai mặt thôi. Ví dụ chúng ta làm cái vách thì chúng ta có thể là làm cái vách kính 12 ly hoặc là 10 ly. Ví dụ chúng ta làm cánh cửa mở mà này, chúng ta đi kính nó 8 ly, 10 ly. Đây ví dụ 8 ly đây. Đây là kính 2 lớp 8 ly nhé. 2 lớp 8 ly thì nó vẫn ok. Nhưng mà không ai PMA, BMD mà chúng ta răng ly đây thôi, chúng ta đi kính 8 ly cả. Bởi vì khi mà chúng ta đi kính 5 ly, cái trọng tải của cái tấm kính này rất là nặng. Mà nặng mà khi mà chúng ta này phải cái ông thợ mà lắp và cái phụ kiện nó có 20.000 một cái chẳng hạn. Thì mình đảm bảo với mọi người là cái cửa đấy chỉ tầm 1, 2 tháng hoặc 3 tháng là nó sậy. Bởi cái trọng tải kính của nó rất nặng, cái bản lề mà nó không đạt tiêu chuẩn thì nó sẽ bị thời gian nó trùng xuống, nó sợi xuống. Đó. Đó. Thì mọi người nên nhớ là kính hệ PMA, PMD chúng ta nên chúng ta đi kính 6 ly 38 là tối thiểu. Còn vách thì chúng ta đi kính 8 ly là ok nhất. Chứ không ai, ví dụ như đây nhé, không ai cái vị nhôm cỏ này, cái nhôm cỏ này mà chúng ta lại đi kính 8 ly vào đây cả. Đi kính 8 ly vào đây cả. Còn cái đi kính 6 ly 38 cũng được, nhưng mà chúng ta chia ra, chia nhỏ ra. Ví dụ chúng ta đi lá hổ bên dưới, kính 6 ly 38 lên trên thì vẫn là đẹp, vẫn rất là chắc chắn. Nhưng mà chẳng ai nhôm cỏ này nhé, nhôm cỏ con nhôm thường cái độ dày ly 0.8 này mà chúng ta đi kính 8 ly vào đây. Cái bản đề nó có khi là nó nặng, nó còn cửa mà nặng nó còn xé ra đấy. Đó, nhôm nó rất là mỏng. Nhôm này chúng ta kẹp kìm cho nên vặn chúng ta xé ra bình thường luôn. Đấy, thì kính đối với nhôm cỏ thì chúng ta chỉ đi kính đây là kính hoa dâu. Tại sao mọi người nhìn thấy cái kính hoa dâu này nó nhiều nắp trên những cái cửa nhôm hệ 700 này nó rất là nhiều? Bởi vì nó chỉ phù hợp với nhau nhé. Kính nó chỉ có 4 ly thôi, 4-5 ly thôi. Tối thiểu của cái cửa này chúng ta chỉ đi kính 5 ly. Đó, 5 ly. Đảm bảo. Tại sao phải đi kính 4-5 ly này? Bởi vì đảm bảo sự bền lâu dài nhé, mọi người nhé. Bền lâu dài. Còn chúng ta lắp kính 8 ly này cũng được. Lắp đi, lắp thì kính 8 ly cũng được. Nhưng mà dùng chúng ta chỉ dùng được ví dụ vài tháng là nó sẽ nó hỏng. Đó. Sẽ hỏng. Chúng ta phải đảm bảo cái độ chắc chắn và độ sử dụng bền lâu dài, chứ không phải là chúng ta dùng một vài tháng chúng ta lại thôi, đúng không? Đó. Đến mình sẽ đến cái phần mà nhôm hệ là nhôm dày nhất, là gọi là nhầy, gọi là dày. Nó là 2 ly. Đây. Sinh pha nhập khẩu Quảng Đông. Là 2 ly. Đây là khung. Đây là khung bao và cánh. Cánh độ dày như khung luôn. Đây là cánh nhé, đây là khung. Đó. Mọi người nhìn rất là dày nhé, rất là dày luôn.
Đối với dòng như này thì chúng ta có thể đi kính 10 ly được. Ví dụ kính 10 ly chúng ta cho vào. Đó. Đó. Đây là kính 12 ly nhé. Nhưng đối với cái nhôm hệ sinh pha này thì chúng ta chỉ tối thiểu chỉ đi kính 8 ly là chuẩn nhất. 8 ly thôi nhé. Đây, ví dụ 8 ly 2 lớp. 8 ly là dày lắm rồi. 8 ly là không chèn gioăng nữa rồi. Thì chúng ta chỉ tròn chèn gioăng vô khung thôi. Chúng ta bắn keo thôi chứ không thể chèn gioăng hai lớp được. À gioăng sập được. Vì kính nó rất là dày, nó chỉ còn có đây khe hở, nó chỉ còn có 4 ly 3 ly nữa thôi. Thì kính nó vào. Cái này nó hèm này nó là phân 2. Thì cái gì kính 8 ly vào nó chỉ còn 4 ly thôi. 4 ly nữa. Thì nếu mà mọi người đảm bảo an toàn chắc chắn thì chúng ta đi kính 8 ly này nhé. Còn trung bình ra mà vừa cửa phòng thì chúng ta chỉ đi kính 6 ly 38 thôi. Đây. Ta đi kính 6 ly 38 thôi. Đó. Đảm bảo sự dụng lâu dài và chắc chắn. Bởi vì không động chạm, không đập phá gì nó sẽ không hỏng, không vỡ được. Đó. Còn nếu mà cái cửa sinh pha này mà chúng ta đi kính 12 ly vào đây thì nó chỉ là nó bách nhé, cũng như thằng hệ BMA thì nó bách thôi, chứ còn cửa mở thì không ai dùng đi kính to cả, kính dày cả. Bởi vì khi mà cái khối lượng kính của nó càng nặng thì nó sẽ càng ảnh hưởng đến vấn đề, vì cái cửa nó là hệ treo đúng không, treo khi treo lên thì chúng ta một thời gian nó sẽ chịu tải xuống của cái tấm kính ấy. Nếu mà bản đề không tốt thì nó sẽ gây ra hiện tượng là sệ. Đó, rất nhiều trường hợp là bị cửa bị sệ là vì là cửa nhôm mỏng hoặc là cửa bản đề yếu mà lại đi kính dày thì đương nhiên nó sẽ bị sệ. Đương nhiên nó bị sệ. Giống như một người 40 cân, một người 40 cân mà mọi người đi vác cái bao xi 50 cân chẳng hạn. Thì chúng ta sao mà tải được? Chỉ tải được một bao thôi. Cái điều đơn giản nhất là dễ hiểu nhất đúng không? Tiếp thì cái bản hệ thủy lực nhé, đây là bản hệ thủy lực, bản này là bản cánh 13 năm. Đây thì đối với bản hệ thủy lực này thì chúng ta đi kính 12 ly được. Đây, kính 12 ly được, kính 12 ly là dày lắm, nhưng thường thường mọi người chỉ đi kính 10 ly là ok đó. Đây. Kính 12 ly cường lực cho đây. Thì đây đương nhiên là nó cánh nó to đúng không? Thì đây nó có cánh là cánh 13 năm. Còn cánh 18 năm nữa cơ. 18 năm nó phải to. To lắm. 18 năm nó gần 20 phân. Thì chúng ta có thể đi kính 10 ly, tối thiểu là 10 ly, 12 ly là được. Cường lực đi. Hai cánh. Tại vì cánh to thì chúng ta phải đi kính dày rồi đúng không? Thì trọng tải nó mới ok, nó mới đầm tay. Chứ mà chúng ta này đi kính 6 ly 38 hệ thủy lực vào đây thì nó thì không ra gì cả. Đúng không? Hệ thủy lực này chúng ta lại đi kính 6 ly 38 này nó không phù hợp đúng không? Mọi người lưu ý thế. Mọi người cứ lưu ý là nhôm chúng ta nhôm bản to và nhôm nó dày thì chúng ta đi kính tương nhiên là phù hợp với loại nhôm đấy. Còn nhôm bản mỏng, độ mỏng mà bản không có gân guốc thì chúng ta phải đi kính nhẹ thôi. Thì những cái hệ đấy thì phụ kiện nó cũng tầm trung thôi chứ không đắt. Còn ví dụ thằng hệ thủy lực này thì phụ kiện nó sẽ đắt và nó sẽ trọng tải sẽ rất là lớn, nên chúng ta có thể đi kính 12 ly vào đây được. Đây, cái hệ thủy lực này nhá, cái bản cái chỗ dày nhất của nó là 5 ly. Cái chỗ này là chỗ 5 ly để chúng ta bắt cái ngõng mới là cái bánh kẹp bánh xe vào đây. Ngõng đây cái đón bánh xe vào đây. Còn xung quanh này nó đều là 2 ly hết. Nó dày như sinh pha thôi, nó chỉ dày như sinh pha thôi. Cái này nó là dày 2 ly 2 cơ, nhưng mà sinh pha nó chỉ dày 2 ly thôi. Sinh pha chỉ dày 2 ly thôi. Còn cái này là 2 ly 2, chỗ dày nhất là 5 ly. Đó, chỗ dày nhất là 5 ly nhé. Còn sinh pha nó chỉ dày 2 ly 2 thôi nhé. Đó, khung bao này mà. Đó. Thì cái clip này mình làm lên đây mình giải thích cho mọi người hiểu thế nào về tất cả cái vấn đề của nhôm kính.
kính nhôm, kính mỏng thì đi với loại nhôm mỏng, còn kính dày thì đi với kính dày. Kính tầm trung, kính tầm trung là kính 6 ly 8 thì đi với nhôm tầm trung 6 ly tầm trung, ví dụ như PMA. PMA mới này hệ sinh pha bắc cạnh là chúng ta đi kính 6 ly 8, còn tầm trung. Còn nếu trọng tải lớn hơn thì chúng ta kính hệ sinh pha thì chúng ta mới đi với kính 8 ly. Cho mọi người dễ hiểu. Đó. Và quan trọng nhất là cái phụ kiện của cái hệ, từng loại hệ nhé. Thì nhôm cỏ, ví dụ nhôm cỏ này, nhôm cỏ này thì phụ kiện nó chỉ có cái bản lề cối thôi, bản lề cối có 15.000 cái thôi. Đó. 15.000 cái. Chẳng ở đâu tìm ra cái bản lề của nhôm cỏ nó là đến 100.000 cả. Chẳng ai bán cái đấy. Còn đối với hệ sinh pha này là có. Sinh pha này chúng ta về hệ bắt cạnh hệ bắt cạnh nhé, PMA này chúng ta có bản lề độ tốt, nó là bản lề kinong 3D 4D đều có nhé, 3D 4D đều có. Và hệ sinh pha nhập khẩu này cũng thế, chúng ta cũng đều có bản lề tốt, là bản lề 4D hoặc là 3D đều có hết nhé. Bản lề nó có thể là 100.000, hơn 100.000 hoặc là 200.000 có, tùy theo. Thì clip này mình nằm đến đây nhé, mình mong mọi người, nếu mà ai mà chưa like đăng ký kênh thì theo dõi kênh Nhôm Kính Online nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã xem clip nhé.